Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tôi là Đăng Mạnh, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong thời lượng 10 phút của bản tin. Bản tin cũng đang được phát trực tuyến trên các nền tảng số, ứng dụng Hưng Yên TV Go, trang fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 gạch ngang HITV, website hungyentv.vn. Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khai mạc hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40 và 41 diễn ra tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Ngay sau lễ khai mạc, các nhà lãnh đạo ASEAN bước vào phiên toàn thể hội nghị lần thứ 40, tiếp đó là phiên họp hẹp hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 41. Các nhà lãnh đạo ASEAN dự kiến tiếp Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF, cùng với đó là hàng loạt các hội nghị cấp cao liên quan như hội nghị cấp cao ASEAN Trung Quốc lần thứ 25, hội nghị cấp cao ASEAN Hàn Quốc lần thứ 23, hội nghị cấp cao ASEAN Liên Hợp Quốc. Lãnh đạo các nước dự kiến sẽ thông qua và ghi nhận hơn 100 văn kiện về nhiều lĩnh vực hợp tác quan trọng trong ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác. Việc nâng cấp quan hệ ASEAN với Mỹ và Ấn Độ lên đối tác chiến lược toàn diện cũng sẽ được tập trung thảo luận. Trên cơ sở điều hành của Liên Bộ Công Thương Tài chính, chiều nay giá xăng có lần tăng thứ tư liên tiếp. Từ 15 giờ chiều nay, giá xăng E5 RON92 tăng 840 đồng một lít, có mức giá mới là 22.710 đồng một lít. Giá xăng RON95 tăng 1.110 đồng một lít lên 23.860 đồng một lít. Trong khi đó, giá dầu diesel giảm 90 đồng một lít về mức 24.980 đồng một lít. Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ Công Thương Tài chính ngừng xả quỹ bình ổn giá nhưng trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu với xăng E5 RON92 và xăng RON95 là 200 đồng một lít, không trích lập với dầu diesel và dầu hỏa. Như vậy, từ đầu năm đến nay, giá xăng được điều chỉnh 29 lần, trong đó có 15 lần tăng, 12 lần giảm và 1 lần giữ nguyên. Liên quan đến tình trạng thiếu xăng dầu cục bộ, Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công Thương giải quyết dứt điểm tình trạng này, đảm bảo minh bạch, hiệu quả. Chỉ đạo của Thủ tướng được đưa ra sau khi Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ có tổng hợp báo cáo tình hình thông tin báo chí dư luận xã hội về điều chỉnh giá và việc phân giao sản lượng nhập khẩu xăng dầu của Bộ Công Thương. Sau 3 lần điều chỉnh, giá xăng dầu trong nước đồng loạt đi lên trong kỳ điều hành ngày 1 tháng 11. Tuy nhiên, nhiều cửa hàng xăng dầu vẫn hết hàng hoặc bán nhỏ giọt. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam dù kêu lỗ nặng nhưng vẫn được phân giao sản lượng nhập khẩu nhiều nhất với trên 2,1 triệu mét khối tấn. Sau khi xem xét báo cáo, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công Thương giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu xăng dầu cục bộ, đảm bảo minh bạch, hiệu quả. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng vừa ký công điện yêu cầu các bộ ngành địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022 và đầu năm 2023. Công điện nêu rõ, để duy trì động lực phục hồi, hỗ trợ tích cực cho tăng trưởng kinh tế cả năm 2022 khoảng 8%, các cấp các ngành cần tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, coi đây là động lực thúc đẩy tăng trưởng, là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tập trung ưu tiên trong chỉ đạo điều hành. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 10 cao hơn cùng kỳ năm 2021 và trên 40.000 tỷ đồng, tuy nhiên mới đạt 51% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường liên tỉnh Hà Nội Hưng Yên kéo dài đường DT379 đoạn qua huyện Văn Giang có tổng chiều dài cần giải phóng mặt bằng là 5,72 km. Đến ngày 25 tháng 10, huyện Văn Giang cơ bản hoàn thành công tác xét duyệt nguồn gốc đất và ban hành thông báo thu hồi đất, vận động được 219 trên 267 hộ nhận tạm ứng trên 16 tỷ đồng tiền bồi thường hỗ trợ và bàn giao trước diện tích gần 25.000 m2. Đến nay, dự án qua huyện Văn Giang cơ bản thi công xong phần nền và 1,6 km làn đường mới đã được thảm bê tông nhựa. Trong tháng 11, đơn vị thi công sẽ tiếp tục thảm bê tông nhựa 1,6 km phần làn đường đang lưu thông. Năm 2022, Chi cục Hải quan Hưng Yên được giao chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước là 3.600 tỷ đồng. Đến ngày 8 tháng 11, Chi cục đã thu trên 3.800 tỷ đồng, đạt 106% chỉ tiêu được giao. Cục Hải quan Hưng Yên đã tập trung nguồn lực thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, thông quan hàng hóa nhanh chóng, thuận lợi, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản lý và xử lý công việc. Chi cục đã ký kết bản thỏa thuận đối tác hải quan doanh nghiệp với trên 1.500 doanh nghiệp, hiện có trên 500 đại diện các doanh nghiệp tương tác hàng ngày với cơ quan hải quan qua nhóm Zalo. Chi cục đã thực hiện thủ tục hải quan cho gần 250.000 tờ khai, trong đó tỷ lệ 75% tờ khai luồng xanh, 23% tờ khai luồng vàng và 2% tờ khai luồng đỏ.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành kế hoạch triển khai phương án sắp xếp tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh năm 2022. Mục tiêu của kế hoạch là tiếp tục giảm tối thiểu 2,5% đơn vị sự nghiệp công lập, giảm tối thiểu 2% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021. Để đạt được mục tiêu này, trong năm 2022 sẽ thực hiện sáp nhập các trường trung học cơ sở, trường tiểu học cùng trên địa bàn cấp xã. Các cơ quan đơn vị không thuộc đối tượng sáp nhập trong năm 2022 sẽ thực hiện cho các năm tiếp theo, bảo đảm giai đoạn 2022-2025 giảm tối thiểu 10% số đơn vị sự nghiệp của tỉnh so với năm 2021. Từ ngày 7 tới ngày 10 tháng 11, tại trường Trung học phổ thông Đức Hợp, huyện Kim Động, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi Trung học phổ thông cấp tỉnh năm học 2022-2023. Tham gia hội thi có 67 giáo viên của 25 trường trung học phổ thông, trường liên cấp toàn tỉnh. Các giáo viên tham gia hội thi ở 4 môn: Toán, Tiếng Anh, Lịch sử và Địa lý. Mỗi giáo viên tham gia dự thi thực hiện hai nội dung: trình bày giải pháp, biện pháp nâng cao chất lượng giảng và dạy một tiết học theo chương trình thực tiễn. Kết thúc hội thi, ban tổ chức công nhận và trao giấy khen cho 56 giáo viên cấp trung học phổ thông đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi năm học 2022-2023, trong đó môn Toán có 16 giáo viên, môn Tiếng Anh có 16 giáo viên, môn Lịch sử có 10 giáo viên, môn Địa lý có 14 giáo viên. Thành cổ Sơn Tây được biết tới bởi vẻ đẹp kiến trúc quân sự cổ độc đáo bậc nhất Việt Nam. Trải qua hai thế kỷ, đến nay những dấu tích lịch sử vẫn còn đó. Đặc biệt, nơi đây có kỳ đài cao 18m được xây dựng trên một bệ lớn bằng đá ong. Thành cổ Sơn Tây được xây dựng vào đời vua Minh Mạng lần thứ 3 năm 1822 theo lối kiến trúc vô băng kiểu hình vuông cạnh 500m, gạch đắp cao lên đến 5m. Xung quanh thành được bao phủ bởi hào nước rộng khoảng 20m. Thành chính bên trong được xây dựng một kỳ đài lớn hình tháp 8 cạnh cao 18m với nhiều ô cửa sổ nhỏ. Phía bên trong tháp là một cầu thang đá với kiểu kiến trúc xoáy chôn ốc với 50 bậc đá dài. Năm 1994, Bộ Văn hóa Thông tin đã công nhận thành cổ Sơn Tây là di tích lịch sử kiến trúc quốc gia. Ngày mai, thị xã Sơn Tây sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 200 năm thành cổ Sơn Tây và xúc tiến đầu tư phát triển du lịch, tôn vinh giá trị thành cổ văn hóa xứ Đoài. Bộ tuyên truyền đạo đức và ngăn ngừa thói xấu của Taliban tại Afghanistan ngày 10 tháng 11 ra lệnh cấm phụ nữ Afghanistan đến phòng tập thể dục và công viên. Theo tuyên bố, lệnh cấm sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Người phát ngôn bộ trên cho hay, 15 tháng qua, bộ này đã cố không cấm phụ nữ đến phòng tập và công viên mà chỉ áp đặt một số quy định phân biệt giới tính, đồng thời sắp xếp ngày riêng biệt trong tuần cho riêng nam giới và nữ giới. Ngoài lệnh cấm trên, Taliban còn lập nhiều đội kiểm tra phụ nữ có đội khăn trùm đầu hay không. Đặc phái viên của Liên Hợp Quốc lên án lệnh cấm mới, coi đây là minh chứng nữa cho thấy việc Taliban tiếp tục loại bỏ phụ nữ khỏi cuộc sống một cách có hệ thống. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết số ca tử vong do COVID-19 trên toàn cầu đã giảm đến 90% kể từ tháng 2 năm nay. Theo WHO, trong tuần trước, thế giới ghi nhận khoảng 9.400 ca tử vong do COVID-19. Con số này thấp hơn đáng kể so với số ca hàng tuần vào tháng 2 năm 2022 là 75.000 ca. Còn so với một tuần trước đó, số ca tử vong tuần vừa qua giảm thêm 10%. Trong khi đó, số ca mắc COVID-19 mới trên toàn cầu giảm 15% còn 2,1 triệu ca. Dù vậy, WHO vẫn kêu gọi tiếp tục cảnh giác trước các biến thể mới và cũng theo WHO, con số gần 10.000 ca tử vong mỗi tuần vẫn là quá nhiều đối với một căn bệnh có thể phòng ngừa và điều trị được. Ủy ban châu Âu vừa đưa ra các kế hoạch mới để hạn chế ô nhiễm không khí do các phương tiện giao thông gây ra. Theo đó, Ủy ban châu Âu công bố tiêu chuẩn Euro 7 với mục đích làm cho ô tô sạch hơn và cải thiện chất lượng không khí, giảm 35% lượng khí thải nitơ oxit trong ô tô và xe tải, 56% từ xe buýt và xe tải so với tiêu chuẩn Euro 6 trước đây. Trong quy định này, các hạt gây ô nhiễm đến từ hệ thống phanh sẽ bị hạn chế, cũng như các quy định về ô nhiễm vi nhựa từ lốp xe cũng được đưa ra. Pin trong ô tô điện cũng sẽ được yêu cầu phải bền hơn. Những hình ảnh vừa rồi đã khép lại bản tin 18:30 hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Quý vị có thể gửi những thông tin mới nhất cho chúng tôi về các địa chỉ: email thoisuhi@gmail.com, fanpage tin tức Hưng Yên 24/7/HITV. Để xem lại bản tin, quý vị có thể truy cập các nền tảng số, ứng dụng Hưng Yên TV Go, trang fanpage tin tức Hưng Yên 24/7/HITV, website hungyentv.vn, kênh YouTube Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.